Tôi quay xin trình bày bệnh án. Bệnh nhân là Trần Văn Lợi, 68 tuổi, nam, địa chỉ ở Phú Xuân, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Cái nghề nghiệp là làm ruộng. Bệnh nhân vào viện lúc 22 giờ 45 phút ngày 17 tháng 9 với lý do là khó thở và mệt lạ. Bệnh nhân này có tiền sử xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch, điều trị thường xuyên 4 năm nay ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương với liều Metaron là 16 mg/2 viên một ngày và Kaleoris là 0,6 g/2 viên một ngày. Bệnh nhân tăng huyết áp điều trị không thường xuyên 10 năm nay. Thuốc huyết áp bệnh nhân dùng là Colistin 5 mg uống 1 viên buổi sáng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2 điều trị 10 năm, dùng Glucovan với 2 viên một ngày. Bệnh nhân đã cắt 3 phần tư dạ dày do thủng dạ dày năm 1993 và điều trị lao phổi từ phác đồ năm 1997. Bệnh nhân không có tiền sử nghiện rượu bia hay dùng các thuốc gì khác trước đó. Khoảng một ngày nay thì bệnh nhân đi khám định kỳ ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương về. Thì sau ăn tối 2 giờ thì bệnh nhân đột ngột xuất hiện khó thở liên tục, khó thở cả hai thì và cảm giác đau tức ngực sau xương ức lan xuống vùng thượng vị. Bệnh nhân không ho, không rõ sốt, buồn nôn và nôn ra thức ăn, không đi ngoài, cảm thấy người mệt lạ, ở nhà chưa điều trị gì, gia đình đã đưa bệnh nhân vào viện. Khi vào viện thì ở trong tình trạng là thể trạng bệnh nhân gầy với cân nặng 4 cân, BMI là 16,5, có hội chứng cấp tinh, da niêm mạc thì kém hồng, môi khô lưỡi bẩn, hạch ngoại vi thì không sở thấy, có phù nhẹ hay chi dưới, sốt cao 39 độ 5, rất run, tim nhịp đều từ 1 đến 2 nghe rõ, mạch nhanh tần số 177 lần trên phút, huyết áp khi nằm ở tay trái là 145 trên 90 mét thủy ngân, ở tay phải là 140 trên 90, và khi huyết áp ở tư thế đứng là 130 trên 80 mét thủy ngân, và nghe giọng đứng đi của các động mạch cảnh và động mạch chủ bụng không có tiếng phổi. Phổi thông khí đều, có giác ẩm trong hạ túi phổi, giác ẩm nhỏ hạ đáy phổi, SpO2 90% khi bệnh nhân có thở oxy gọng kính 3 lít trên phút. Bụng mềm gan lách không sở thấy, có phản ứng không có phản ứng cơ thành bụng và cảm ứng phúc mạc, sẹo mổ cũ đường trắng giữa trên số 5 cm. Về thần kinh thì bệnh nhân tỉnh, cỡ ăn cơm 15 điểm, hội chứng mạch não âm tính và không có phát hiện tổn thương thần kinh thư trú. Về thận thì không có vấn đề gì bất thường, có nhiều nốt và mảng xuất huyết tự nhiên vùng cẳng chân và bàn chân hai bên, cả hai bên tay, và có nhiều vết chai chân, không có vết loét, da vùng bàn chân thì khô bong vẩy, có những chỗ nứt da, có teo cơ chi trên và hai chi dưới ạ, rối loạn cảm giác vùng cẳng và bàn chân hai bên, cảm giác tê bì hai bàn chân, ấn nhẹ mu chân thì bệnh nhân có cảm giác đau, giảm phản xạ gân xương bánh chè và gân gót, mạch mu chân ống gót theo chân bắt rõ, cảm giác bệnh nhân cảm giác đau cách hồi vùng cẳng chân phải khi đi lại và giảm đỡ hơn khi nghỉ. Khi khám thăm trực tràng bệnh nhân có máu đỏ tươi theo gan của bác sĩ ngoại, các cơ quan khác chưa có dấu hiệu bệnh lý. Về tóm tắt bệnh án thì bệnh nhân nam 68 tuổi với tiền sử điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch 5 năm nay, điều trị thường xuyên bằng Meron 16 mg 2 viên một ngày, đái tháo đường type 2 điều trị thường xuyên bằng Glucovan 2 viên một ngày, tăng huyết áp 10 năm nay điều trị không thường xuyên và viện lý do là khó thở mệt lạ. Bệnh diễn biến cấp tính một ngày nay với các triệu chứng hội chứng sau, thứ nhất là các triệu chứng của cái suy thượng thận cấp là bệnh nhân mệt lạ, kích thích da khô mạch nhanh nhỏ tần số 177 lần trên phút với hạ huyết áp tư thế, đau bụng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều lần do thức ăn, sốt cao 39,5 độ và có triệu chứng của hạ đường máu ở gan thì lạnh, run chân tay, mệt lả và nôn mửa. Các triệu chứng của hội chứng giả cấp sinh do thuốc, bệnh nhân có cái khuôn mặt đỏ, béo vùng thân và bụng, chân tay gầy, teo cơ chi trên và chi dưới, da mặt mỏng, giãn no mạch dưới da, có vết run và môi khô lưỡi bẩn, khó thở liên tục hai thì, SpO2 90% khi có thở oxy gọng kính, phổi có gian ẩm to nhỏ hạt hai bên. Về các triệu chứng của bệnh đái tháo đường là có những biến chứng về mạch máu lớn, là bệnh nhân có triệu chứng của cơn đau thắt ngực không điển hình là đau vùng trái lan xuống vùng thượng vị, và bệnh nhân có về phần chân lạnh, cẳng chân và mu chân có nhiều vết xuất huyết, mạch mu chân ống gót và theo chân thì bắt rõ, và nghe dọc vùng động mạch cảnh động mạch chủ thì không có tiếng phổi, có các triệu chứng của biến chứng về mạch máu nhỏ, biến chứng thần kinh, bệnh nhân có nhìn mờ, giảm cảm giác nông vùng bàn chân và cẳng chân hai bên, giảm phản xạ gân xương bánh chè và gân gót, có triệu chứng của hạ huyết áp tư thế, da khô bong vẩy, nhiều vết chai chân, triệu chứng của hội chứng xuất huyết là có nhiều mảng nốt xuất huyết tự nhiên trên da vùng cẳng chân và bàn chân hai bên, và các vết xuất huyết sau khi tiêm truyền ở hai tay, vết xuất huyết có nhiều hình thái và căng da không mất,
Về thần kinh thì bệnh nhân không phát hiện có tổn thương thần kinh khu trú. Về thăm trực tràng có mố đỏ tươi theo găng. Để chẩn đoán sơ bộ bệnh nhân này theo dõi một cái suy tượng thận cấp. Chị bệnh nhân theo dõi những khuẩn huyết, xuất huyết, giảm tiểu cầu miễn dịch, đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Về chỉ định, về xét nghiệm thì em nghi ngờ một cái suy tượng thận cấp nên là em đã cho chỉ định cái cortisone máu lúc 8 giờ sáng và ACTH. Thì cortisone máu giảm, ACTH giảm. Về điện giải đồ thì bình thường, về chữa mổ bụng thì không có gì bất thường. Về triệu chứng hạ đường huyết thì test đường huyết lúc bệnh nhân vào viện thì là đường máu là 4,22. Về triệu chứng nhiễm trùng thì xét nghiệm máu của bệnh nhân này có cái bạch cầu cũng bình thường, bạch cầu qua các ngày ngày đầu tiên vào là 9,9, những ngày sau 27 tháng 9 xét nghiệm lại cầu tăng lên 12,1, đến neutro thì 91,7%, CRP thì tăng cao. Về các triệu chứng của hội chứng nhiễm trùng thì tiếp theo là bệnh nhân này có được nuôi cấy đồng, nuôi cấy máu hai mẫu đều âm tính ạ. Nuôi cấy nước tiểu âm tính, xét nghiệm tìm lao ở trong đờm âm tính. Về x-quang phổi thì có những cái hình ảnh nút mờ không đều vùng đỉnh phổi và dưới phổi hai bên. X-quang phổi của bệnh nhân vào viện. Về các triệu chứng của đái tháo đường thì bệnh nhân này có đường máu vào là 4,22, đến ngày 19 xét nghiệm lại 4,19. HbA1c bệnh nhân là 8,5%. Các chỉ số chức năng thận thì cũng hơi tăng, với kích hoạt cầu thận ở trong khoảng từ 55 đến 76. Trong vòng 3 ngày xét nghiệm các chức năng men gan, men tim bình thường, mỡ máu bình thường, điện giải đồ bình thường, nước tiểu 10 thông số thì chỉ có đường đường ở trong nước tiểu ạ. Về điện tim thì cũng có nhịp tim rất là nhanh, chỉ số 165 lần trên phút. Với ST trên xuống với 56 hình ảnh một cái thiếu máu cơ tim ở thành viên bên trái bên kia bên những người bệnh. Về hội chứng xuất huyết thì cái công thức máu bệnh nhân thì là có cái tiểu cầu giảm 45 ga trên lít ạ, và tiểu cầu sau xét nghiệm ngày 27 tháng 9 đã tăng lên 143. Với bệnh nhân này có cái thiếu máu đặc sắc, thiếu máu nhẹ đặc sắc và đông máu cơ bản bệnh nhân bình thường, xét nghiệm PPM bình thường. Với huyết đồ của bệnh nhân thì là cái thiếu máu đặc sắc và không thấy hồng cầu non trong máu ngoại vi và số lượng tiểu cầu giảm. Và em các xét nghiệm đề xuất thêm thì có thể là xét nghiệm mình thêm về vi lăng nhiễm trùng như tố cytokine, làm test là SYNAPT10 để chẩn đoán phân biệt với một cái suy thận mãn tính. Và em làm thêm cái tối tiết niệu 24 giờ để xem bệnh nhân này có biến chứng về thận chưa, và chụp chụp tiểu bụng để đánh giá xem mình có biến chứng về thận, và sau đấy mắt để đánh giá biến chứng võng mạc bệnh nhân này có đường, và chụp âm thanh hệ mạch cảnh mạch thận mạch chi dưới để đánh giá cái biến chứng mạch máu lớn và đái tháo đường. Bệnh nhân này thì cuối cùng em chẩn đoán là cái suy thận thận cấp, cho bệnh nhân hạ đường huyết, viêm phổi cộng đồng, suy giảm tiểu cầu miễn dịch, đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Bệnh nhân này thì theo em nên chẩn đoán phân biệt với một cái suy thận thận này là suy thận thận tiên phát hay thứ phát. Nếu mà tiên phát thì là do nguyên nhân là nhiễm khuẩn hay lao, hay là do xuất huyết tại tuyến thượng thận, hay là do các nguyên nhân về miễn dịch, hay là suy thận thận thứ phát này là nguyên nhân là do dùng thuốc corticoid, hay là có nguyên nhân gì về tuyến yên không. Về điều trị thì mục tiêu em điều trị là điều trị cho suy thận thận cấp đấy bằng cách điều chỉnh dối loạn nước điện giải và bổ sung hormone thay thế cho bệnh nhân. Về điều trị đái tháo đường thì những bệnh nhân này thì em nghĩ mục tiêu là HbA1c là trong khoảng từ 7-7,5%, đường máu lúc đói thì từ 5 đến 7,7, đường máu sau ăn dưới 10 mmol/L, và phòng tránh được các nguy cơ hạ đường huyết cho bệnh nhân này. Và các kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch, điều chỉnh mỡ máu và huyết áp mục tiêu dưới khoảng 140/80, điều trị nhiễm khuẩn cho bệnh nhân và điều trị cái xuất huyết giảm tiểu cầu để duy trì số lượng tiểu cầu bệnh nhân phải trên 50.000 50 ga trên lít và không có các triệu chứng xuất huyết trên lâm sàng. Về điều trị cụ thể thì khi mà bệnh nhân ở trong những giai đoạn cấp tính thì bệnh nhân được nằm đầu cao, thở oxy mát, truyền dịch, điện giải, nước muối, sinh lý,
truyền tốc độ nhanh, vừa dùng dexamethasone 1/2 ống tiêm tĩnh mạch và điều trị cái hạ đường máu ở tiêm đường 30 50 lít tĩnh mạch, sử dụng kháng sinh chất glucagon azithromycin khi bệnh nhân đã có những cái dấu hiệu sinh tồn ổn định và chỉ số đường máu tăng lên thì sẽ duy trì bằng hiệu cortisone và các thuốc khác được đại thứ đường và thuốc đường máu ở mức 1 mg ạ. Con xin phép ạ. Cảm ơn bạn Trinh đã trình bày một cái bệnh án cũng rất là chi tiết. Các bạn có câu hỏi gì cho bạn Trinh hay không? Em có câu hỏi gì dành cho bạn Trinh không? Cùng mời bạn Hương Giang. Cảm ơn bạn Giang. Bạn Trinh, ý kiến bạn Trinh ra sao Trinh ơi? Vâng, thưa cô, là vì bệnh nhân này vào viện trong cái tình trạng là rất là cấp tính, là mạch nhanh rồi đau thắt ngực vừa nôn mửa như thế, thì em cũng ban đầu cũng nghĩ là có khả năng có nguy cơ nhồi máu cơ tim, thì em cho làm viện tim có cái ST trên xuống. Nhưng khi làm men tim thì ở viện em chỉ làm được cái men CK và CKMB này thì hiện tại bình thường. Và khi mà em điều trị theo cái hướng là suy thượng thận cấp, là dùng corticoid cho bệnh nhân và đường máu, hạ đường máu, thì theo dõi thì bệnh nhân đã hết hoàn toàn các triệu chứng về đau thắt ngực và khó thở ạ. Thì em nghĩ là loại trừ cái nhồi máu cơ tim được ạ. Sang có thỏa mãn với câu trả lời của bạn Trinh không? Vâng, đúng rồi. Thế nhưng mà ở viện em thì lại không làm được cái xét nghiệm troponin Y mà bệnh nhân này vào lúc nửa đêm nhé. Và khi mà điều mình là mình mới chỉ nghĩ đến những nguyên nhân cấp tính thì sẽ xử trí nguyên nhân cấp tính trước. Thì sau khi mà xử trí xong thì bệnh nhân các chỉ số mạch, huyết áp các thứ về bình thường. Và bệnh nhân nó cũng còn triệu chứng khó thở gì, hôm sau bệnh nhân lại đi lại, vận động bình thường. Rồi, cảm ơn. Các bạn có ý kiến nào về phía câu hỏi và câu trả lời của bạn Trinh, câu hỏi của bạn Giang và câu trả lời của bạn Trinh không? Các bạn có ý kiến nào không? Em thưa cô là em có ý kiến về cái chuẩn đoán nhiễm khuẩn huyết của bạn ạ. Cô mời bạn An. Nghĩa là em chưa rõ cái chuẩn đoán nhiễm khuẩn huyết của bạn là dựa vào đâu hay sao? Rồi, cảm ơn An. Trinh nhỉ? Vâng. Trinh làm bệnh án cùng ai em? Thưa cô, em làm mình ạ. À thế à? Ừ, thế thì thôi, thế mình chiến đấu mình thôi. Ý kiến bạn An như vậy thì Trinh giúp cho bạn An. Vâng. Thực ra lúc khi bệnh nhân vào với một cái triệu chứng nhiễm trùng trên nền của bệnh nhân sốt cao, rét run, sốt cao 39 độ 5 và rét run, và trên nền bệnh nhân thì có rất là nhiều các bệnh lý mãn tính, thì em theo dõi một cái nhiễm khuẩn huyết ạ. Bởi vì lúc đấy chưa là xét nghiệm gì thì em chẩn đoán sơ bộ ban đầu khi tiếp cận bệnh nhân thì có khả năng là bệnh nhân này có một cái nhiễm khuẩn huyết hoặc là một cái nhiễm khuẩn ở sâu, thì em theo dõi nhiễm khuẩn huyết để em sẽ cho chỉ định xét nghiệm để loại trừ xem bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết hay không ạ. Nhưng mà khi mà các xét nghiệm về thì em không nghĩ là bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết ạ. Chẩn đoán cuối cùng của bạn Trinh cũng là viêm phổi cộng đồng thôi, An nhỉ? Vâng. Đúng không? Em cho cái chẩn đoán cuối cùng ấy, sau khi đấy là cái kia là cái
cái chẩn đoán ban đầu đúng không nhỉ? Và sau đó thì cái chẩn đoán cuối cùng của bạn Trinh cũng là viêm phổi cộng đồng thôi, không có nhiễm khuẩn huyết. Bạn An à? Dạ vâng An có ạ. thỏa mãn với câu trả lời của bạn Trinh không? Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn em. Quay trở lại cái câu hỏi của bạn Giang thì cô cũng hoàn toàn nhất trí với bạn Giang và bạn Trinh là chúng ta cũng không thể loại trừ được cái nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên thì nhồi máu cơ tim nó lại không gây sốt, đúng nhỉ bạn Giang nhỉ, Giang và Trinh nhỉ? Nhồi máu cơ tim nó không sốt đùng đùng 39 độ rét run như thế. Thế thì bệnh nhân này sốt rét run đấy thì nhồi máu cơ tim lại không có cái bệnh cảnh như thế. Tất nhiên là trước các bệnh cảnh cấp tính nó có thể có, từ cái này nó cũng có thể làm xảy ra thêm cái tình trạng thiếu máu cơ tim nhiều hơn nữa, vì bệnh nhân này rất nhiều yếu tố nguy cơ bệnh lý mạch vành, nào là đái đường, nào là tăng huyết áp, nào là rối loạn mỡ máu, đúng không nhỉ? Đấy, rất nhiều các yếu tố nguy cơ như vậy. Do vậy mà cái khả năng nhồi máu cơ tim cũng có thể xảy ra khi mà bệnh nhân đau ngực. Nhưng mà mình cũng thấy trên lâm sàng rõ ràng là bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì không có thể nào sốt cao đùng đùng như thế được. Nếu có nó cũng chỉ nếu có nó chỉ là thêm vào thôi. Tất nhiên trên một người mà có nhiều yếu tố nguy cơ bây giờ đang đau ngực thì rõ ràng là các bạn phải làm điện tim rồi. Điện tim thì các sóng nó cũng không điển hình là một cái nhồi máu cơ tim đúng không? Nó chỉ có ST trên nhẹ một tí thôi đúng không? Nó không phải là sóng T vòm đúng không nhỉ? Bạn Trinh nhỉ? À? Vâng ạ. Điện tim không có sóng T vòm của cái nhồi máu cơ tim cấp đúng không nhỉ? À? Đấy. Trên này không có cái sóng T vòm của nhồi máu cơ tim cấp, rồi cũng không có các cái block nhánh mà mới xuất hiện, em làm một cái hay làm hai cái trên này cô cũng không thấy có hình ảnh block nhánh nào đúng không nhỉ? Vâng ạ. Đấy. Thế thì nếu như các em không có troponin thì em cũng có thể em cho siêu âm tim xem. Ở đấy có siêu âm tim được không? Nếu mà không có giảm vận động vùng nữa thì em cũng yên tâm đi. Yên tâm thêm phần nào. Và thưa cô, ban đầu cũng có bác sĩ siêu âm tim nhưng các bác ấy đi chống dịch ở trong Hồ Chí Minh hết rồi, thì hiện tại thì Là không không có có ai ai làm siêu âm tim nữa. xem. Nhưng mà rõ ràng là cái điện tim mình không thấy có sóng T vòm của cái nhồi máu cơ tim cấp này, rồi mình cũng không thấy có xuất hiện block nhánh nào cả đúng không? Đấy, và bệnh nhân lại sốt đùng đùng. Để nếu như mà có siêu âm tim nữa thêm vào thì mình càng vững tin, mặc dù mình không 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 định lượng troponin nhưng mà CKMB của em cũng là bình thường rồi. Đấy, do vậy mà cũng có thể nghĩ tới cái không không nghĩ tới nhiều cái nhồi máu cơ tim, mặc dù là bệnh lý mạch vành có thể có nhưng mà cái khả năng nhồi máu cơ tim thì cũng cũng mình với những cái các dữ liệu mình đã có ở đây thì mình phân tích như thế, thì bạn Giang có đồng ý như vậy không Giang ơi? Thế thì rõ ràng là sau này thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải thăm dò thêm mạch vành của bệnh nhân nữa. Còn hiện tại thì cái lúc vào thì cô nghĩ là trước một tình trạng bệnh nhân mà dùng corticoid kéo dài, bây giờ lại sốt đùng đùng. Thế thì bạn đặt ra mấy vấn đề, hoặc là suy tuyến thượng thận cấp, hoặc là nhiễm trùng ở đâu đấy mà bạn ấy chưa biết được thì cũng rất là hợp lý ở trên bệnh nhân này. Đấy. Các bạn có câu hỏi gì khác nữa không? Cũng mời bạn An. Thưa cô, cho em hỏi là bệnh nhân này vào thì chị Trinh chỉ có làm xét nghiệm có đến 8 giờ thì mình có nên làm luôn tại thời điểm vào viện không ạ? Hay là phải chờ? Trinh trả lời cho các bạn. Các cô, là bệnh nhân này vào nửa đêm thì em không làm xét nghiệm đấy được ạ, mà cái xét nghiệm đấy là em làm vào một buổi sáng hôm sau ạ. Rồi. An đã thỏa mãn chưa? An có thỏa mãn với câu trả lời của bạn Trinh không? Bởi vì em sợ là lúc bệnh nhân vào mình có sự chủ trì sử dụng cortisone, hydrocortisone đôi khi sáng mai xét nghiệm nó có thay đổi không ạ cô? Trinh có trả lời được không? Hoặc bạn khác có trả lời được thay cho bạn Trinh không?
Thưa cô là Cho em bản thân An. Ừ. Mời em. khi bệnh nhân đã có một cái tiền sử là mình dùng corticoid kéo dài và hôm nay thì bệnh nhân đi khám đã dùng thuốc tự ý dùng thuốc để về và có triệu chứng đột ngột cấp tính như thế thì em nghĩ một cái nguyên nhân là suy thượng thận cấp và em dùng thuốc luôn mà không chờ đợi kết quả xét nghiệm ạ. Thì đến hôm sau thì trước khi cho bệnh nhân dùng corticoid thì em cho bệnh nhân lấy máu để kiểm tra lại cortisol và ACTH nữa. Em quay trở lại cho cô cái bệnh sử lúc bệnh nhân vào viện là như nào. Sử có mỗi thế này thôi à? Thế còn cái thuốc điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu thì người ta còn dùng nữa không hả bà Trinh? Cô là bệnh nhân này vẫn dùng thường xuyên cái thuốc huyết giảm tiểu cầu là Meron 16 mg nhân 2 viên một ngày. Thế nhưng hôm đấy bệnh nhân đi khám thì bệnh nhân lại không uống thuốc ạ. Bệnh nhân đi khám ở dưới viện huyết học về thì bệnh nhân không uống thuốc. Và đến sau khi ăn cơm tối 2 giờ thì bệnh nhân bắt đầu xuất hiện cái triệu chứng khó thở. Khó thở và nôn mửa thì người nhà mới cho ở viện ạ. Các bạn có ý kiến gì về cái này không? Không nghĩ. Có ai có ý kiến về vấn đề này không? Không, mời bạn Nguyễn Thanh gì đây. Cô mời các em đi, mời bạn cái gì Nguyễn Thanh gì đây, cô chưa thấy hiện hết cả tên trên này. Chào em, thưa cô em không có ý Thanh kiến. Thủy à? Thúy à? Ừ. Cô mời em. Dạ, em thưa cô, bệnh nhân này em thấy cái tình trạng để nghĩ đến suy thượng thận nó không bình thường. Tức là nó phải có một cái gì đấy, cái gì đấy trước đấy để khởi phát một cái suy thượng thận đấy. Xoay xung quanh vấn đề định lượng cortisone ở những bệnh nhân đang dùng corticoid thì cô cũng chia sẻ luôn là các corticoid như là prednisolone, như dexamethasone và thậm chí cả methadone thì nó cũng không chuyển được thành cái cortisone cho mình định lượng. Do vậy mà khi mà bệnh nhân đang uống các cái thuốc đấy thì mặc dù là lâm sàng là bệnh nhân thừa hormone với cái biểu hiện là rõ ràng là bệnh nhân có Cushing trên lâm sàng, nhưng mà bây giờ bệnh nhân đang uống dexamethasone hoặc đang uống methadone, em định lượng cortisone chắc chắn thấp, em định lượng ACTH chắc chắn thấp đấy. Bởi vì là khi mà uống dexamethasone hoặc là prednisolone hoặc là methadone thì cái liều 16 của methadone là thừa rồi, thế và nó sẽ ức chế cái tuyến thượng thận không sản xuất ra cortisone nội sinh đấy, và nó cũng ức chế tuyến yên không sản xuất ra ACTH. Do vậy bệnh nhân đang dùng các cái thuốc đấy em định lượng chắc chắn là thấp. Vì vậy mà thấp em không khẳng định được là bệnh nhân là bị suy tuyến thượng thận đâu. Đấy. Em không thể, bởi vì nếu mà rõ ràng là các cái Medrone này, các cái dexamethasone, các cái prednisolone nó không chuyển hóa được thành cái cortisone cho em định lượng. Do vậy mà các em không không thể nào dựa vào, mặc dù là uống vào nó là glucocorticoid, hoặc khi uống vào thì nó tăng trong máu cao, nhưng mình không định lượng được cái chất nó tăng trong máu mà mình chỉ định lượng được cortisone nội sinh thôi. Thế khi mà nó cao thế thì nó ức chế tuyến tuyến thượng thận không sản xuất ra cortisone nội sinh, cho em định lượng cortisone nội sinh thấp, nhưng mà bản thân là bệnh nhân đang thừa corticoid đấy, vì nồng độ glucocorticoid nó đang cao. Thì đấy là một trong những cái mà cô cũng muốn chia sẻ với các em. Và cụ thể là bệnh nhân này thì rõ ràng là trên lâm sàng thì các em thấy là bệnh nhân có sốt. Nhưng mà bệnh nhân đang uống corticoid ngừng một ngày để đi khám thì cái khả năng suy tuyến thượng thận nó rất là khó để xảy ra. Và đặc biệt là điện giải đồ, các em thấy là điện giải đồ của bệnh nhân natri trong máu vẫn bình thường 140 mà. 140 rồi 142.
Đấy. Mặc dù bệnh nhân cũng có các triệu chứng của buồn nôn nhưng mà những triệu chứng của nôn, buồn nôn thì mình phải cẩn thận ở những người dùng corticoid kéo dài có thể là viêm dạ dày này. Có thể là xuất huyết đường tiêu hóa mà mình không biết đấy. Đúng rồi, em cho cái slide mà cái điện giải đồ natri của em lúc vào cô thấy là đây. Natri tận 142 cơ, làm sao mà suy tuyến thượng thận được? Đúng không nhỉ? Không thể nào suy tuyến thượng thận được trừ trong trường hợp bệnh nhân đái đường có mất nước, mà mất nước nhiều hơn mất điện giải. Nhưng mà bệnh nhân này đường máu có cao đâu, đường máu còn hạ, đường huyết có 4 phẩy mấy mà. Vì thế em định lượng cortisone ở bệnh nhân này nó sẽ không có giá trị cho chẩn đoán đâu. Hoàn toàn không có giá trị cho chẩn đoán. Vậy thì liệu có phải suy tuyến thượng thận cấp hay không thì cô cũng muốn chia sẻ luôn là cái yếu tố khởi phát ở bệnh nhân này ấy, sốt ấy, là tình trạng viêm phổi. Và trước một bệnh nhân dùng corticoid kéo dài ấy, thì khi mà viêm phổi ấy, thì cái liều corticoid là phải tăng gấp đôi so với liều bình thường. Bởi vì người ta dùng corticoid kéo rất dài. À, kéo dài trên 10 ngày thì đã có nguy cơ là suy tuyến thượng thận rồi, nghĩa là cái chức năng tuyến thượng thận nó rất là kém khi mà em mà bị các cái bệnh cấp tính thêm vào là nó có khả năng xảy ra suy tuyến thượng thận. Đấy. Chính vì vậy mà trước những bệnh nhân dùng corticoid kéo dài buộc là các em phải tăng liều corticoid khi bệnh nhân xảy ra các cái bệnh lý cấp tính. Cụ thể bệnh nhân này là gì? Cụ thể bệnh nhân này là có cái viêm phổi. Đấy, có viêm phổi gây ra cái tình trạng sốt. Thế và trong tình trạng viêm phổi đấy thì đáng ra người ta phải tăng liều corticoid lên ít ra gấp rưỡi hoặc gấp đôi, nhưng mà bệnh nhân lại không, bệnh nhân lại thậm chí lại bỏ cả một ngày. Thế thì cái triệu chứng của nôn, buồn nôn ở đây là cái triệu chứng mất bù của cái tình trạng mà tiềm tàng của suy tuyến thượng thận mãn sau dùng corticoid kéo dài. Nhưng để có thực sự là suy tuyến thượng thận hay không thì chưa chắc. Đấy. Nhưng mà trong tình trạng bệnh lý cấp tính thì đáng ra tuyến thượng thận nó phải làm việc gấp đôi. Những cái bệnh nhân mà bị sốt, bị nhồi máu cơ tim, đặc biệt bị nhiễm trùng chẳng hạn, em định lượng corticoid mà những cái bệnh nhân mà không dùng corticoid, hoặc là những cái bệnh nhân mà bình thường này, ví dụ như cô với các em mà có viêm phổi chẳng hạn thì em định lượng cortisone cũng rất cao. Có những trường hợp có khi lên đến hàng nghìn, bởi vì đấy là cái tình trạng stress nó sẽ làm cho tuyến thượng thận tăng sản xuất ra cortisone để chống đỡ với tình trạng stress. Thì ở bệnh nhân này thì vì dùng corticoid kéo dài như thế, thế thì khi mà bị viêm phổi thì chắc chắn là cái liều corticoid người ta phải tăng lên. Trong trường hợp mà bị viêm phổi thì bệnh nhân lại không được tăng và thậm chí bệnh nhân lại còn ngừng luôn một ngày nữa. Đấy, thì nó mới xảy ra cái tình trạng mất bù. Và vì vậy mà em thấy là bệnh nhân có thể có biểu hiện của nôn, có biểu hiện của đau bụng. Và cái viêm viêm phổi đấy, ngoài cái sốt do viêm phổi thì cũng có thể là cái sốt do bắt đầu thiếu corticoid bù lại với cái tình trạng mà nhiễm trùng huyết như thế. À, bù lại cái tình trạng mà nhiễm trùng viêm phổi như thế. Thì đấy là cái triệu chứng của bệnh nhân này. Ngoài ra nữa thì gì? Ngoài ra nữa thì trong trường hợp bệnh nhân lại vì là bệnh nhân lại nôn, cho nên mà bệnh nhân lại vẫn dùng thuốc tiểu đường như cũ, mà glucovang chính là, ở đây thì bạn Trinh cũng không đề rõ là glucovang hàm lượng bao nhiêu. Nó có hai loại hàm lượng, một loại hàm lượng là 500 trên 5 và một loại hàm lượng là 500 trên 2,5. Đối với thuốc đái đường là các em phải ghi rõ hàm lượng, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Nếu các em dùng mà không đúng thì nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Thế thì bệnh nhân đã ăn ít, bệnh nhân lại còn nôn nữa. Thế nhưng mà bệnh nhân vẫn dùng thuốc đái đường như cũ, cho nên là mới xảy ra cái tình trạng hạ đường huyết. Hạ đường huyết xuống thấp và nó làm thành cái vòng luẩn quẩn. Ở bệnh nhân này thì cô nghĩ là còn một cái nữa các em cũng cần phải lưu ý. Đó chính là cái tình trạng mà liệu bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa hay không, do bệnh nhân sử dụng corticoid chứ chưa, và do cái tiểu cầu thấp quá. Thì cụ thể là bệnh nhân có đi ngoài ra máu thì em phải xem là có xuất huyết từ dạ dày nữa hay không. Đấy, có loét ở dạ dày nữa hay không, chứ không phải là chỉ có mỗi là cái này. Chắc chắn là cũng nghĩ là sau này thì các em cũng vẫn cần phải thăm dò thêm, vì em kiểm tra là có máu theo theo phân đúng không nhỉ? Vâng ạ, bệnh có trĩ ngoại và có máu đỏ tươi theo răng ạ. Có trĩ ngoại thì cái chảy máu trĩ ngoại thì cũng có thể rồi. Tuy nhiên là em vẫn cần phải chú ý là cái xuất huyết tiêu hóa do cái
viêm loét của dạ dày đại tràng. Mặc dù là cái thiếu máu của bệnh nhân này không nhiều, nhưng mà lúc vào nhịp tim cũng rất là nhanh, tận 100 bao nhiêu đấy, em cô thấy em đề là 170 sao ấy, 165 lần phút đây này. Thì ngoài cái tình trạng sốt 39 độ thì nhịp tim nó cũng nhanh lên, nhưng mà tới 160 lần một phút thì nó cũng ít. Thứ hai nữa là vì vậy mình phải xem thêm nữa liệu có phải tình trạng viêm phổi nó thiếu oxy nó cũng làm nhịp tim nhanh thêm. Cái thứ ba nữa là gì, là bệnh nhân có thiếu máu này cũng làm cho nhịp tim nhanh lên nữa hay không đấy. Thì chứ còn những cái bệnh nhân thông thường khác thì nhịp tim ít khi mà lên tới, sốt thông thường không lên tới tận 165 lần phút này được đâu. Và trước cái tình trạng này thì mình cũng cần phải chú ý nữa là liệu bệnh nhân đái đường này có suy tim hay không. Cái đấy mình cũng cần phải hết sức lưu ý là có suy tim hay không. Và chính vì suy tim nó thiếu oxy do viêm phổi, thiếu oxy do thiếu máu cộng với sốt nó mới làm nhịp tim lên đến tận 165 lần phút này. Thì trên siêu âm tim em cũng không làm được đúng không? Bây giờ nhịp tim xuống còn bao nhiêu em? Sau khi mà bệnh nhân được dùng corticoid và tiêm đường 30% thì nhịp tim của bệnh nhân xuống bình thường, xuống hơn 80 lần. Đúng rồi, cái này còn có thêm cả một ngày nữa là cái hạ đường huyết cũng làm cho nhịp tim rất nhanh. Đấy. Thì đây còn cả một cái hạ đường huyết nữa. Nhưng lúc vào mình cũng cần phải cẩn thận là có tình trạng suy tim nữa hay không. Em phải đánh giá hết sức cẩn thận cái tình trạng mất nước của bệnh nhân hay là tình trạng suy tim, đặc biệt em nghe phổi còn có cả gian ẩm nữa. Tất nhiên là suy tim để mà gây ra cái phù phổi ấy, thì bệnh nhân không sốt rồi. Đây bệnh nhân có sốt nhưng mà em vẫn phải cẩn thận ở bệnh nhân này. Đấy, vì là tăng huyết áp, vì đái đường thì cái nguy cơ suy tim cũng rất là nhiều. Và nhịp tim, cái hạ đường huyết ở đây cũng là một phần làm cho nhịp tim nhanh lên. Và nó có bốn cái yếu tố có thể làm nhịp tim nhanh ở bệnh nhân này. Còn tình trạng suy tim là em cũng vẫn cần phải loại trừ cho ở bệnh nhân. Các bạn còn có câu hỏi gì khác nữa không? Bạn có câu hỏi gì khác bệnh nhân này không? Quay trở lại cái chỗ của bạn này đi, bạn chỗ của bạn Trinh, bạn Trinh có mấy cái câu hỏi ấy để thảo luận ấy. Trinh quay lại mấy cái chỗ câu hỏi ấy. Thưa cô, em có ý kiến ạ. Không mời em. Em thưa cô, em muốn hỏi lại cái chẩn đoán suy thận của bạn nhân, xem là bệnh nhân này có cần phải chẩn đoán suy thận hay không, và thêm nữa là trong trường hợp này thì cần phải làm huyết đồ như bạn hay làm hay không ạ? Trinh có chẩn đoán suy thận không nhỉ? Trinh không ạ, nhưng em thấy mức lọc của thận của bệnh nhân có giảm ạ, mà bệnh nhân cũng có rất nhiều yếu tố nguy cơ. Đúng, mức lọc của thận giảm. Mức lọc cầu thận của bệnh nhân là bao nhiêu em? Mức lọc cầu thận nó hôm vào là 5 năm, xong tăng dần lên là 76 ạ. Từ 5 năm đến 76. Cho bệnh thận giai đoạn 1, 2 gì? Vâng ạ. Ô tin niệu có không em? Xét nghiệm tiểu 10 thông số thì không có protein niệu ạ. Vậy em đề xuất làm thêm cái protein 24 giờ. Rồi, cô đồng ý. Cái này thì lúc đầu vào creatinine thế thì mình có thể giải thích được bằng cái gì không hả Trinh? Em nghĩ là do thiếu dịch ạ. Đúng rồi, nhá, bệnh nhân sốt cao đùng đùng như thế. Nhá, bệnh nhân sốt cao này, bệnh nhân nôn này, rồi bệnh nhân lại tổn thương phổi nữa này. Như vậy là mất nước qua ba đường, qua đường tiêu hóa này, rồi là qua đường hơi thở, sốt nhá. Thế và khi mà đủ dịch thì creatinine cũng khắc xuống thôi. Tất nhiên là xuống chưa về được bình thường so với cái tuổi, mức lọc của thận chưa được về bình thường so với tuổi, nhưng mà cũng rất là tương đối rồi, 76. Thì cô nghĩ là bạn Trinh
cho làm cú tiết niệu 24 giờ và có thể làm micromin niệu là cũng hoàn toàn chính xác đấy, bởi vì một bệnh nhân tiểu đường và tăng huyết áp thì lâu thì có thể là cũng đã có cái bệnh thận giai đoạn 1, giai đoạn 2 rồi. Trinh cho cái điều trị của các em ấy. Cái phần điều trị các em ấy. Dạ, thưa cô, em chỉ có điều trị mới giai đoạn cấp cứu và sau đó. Ở chỗ các em không có hydrocortisone tiêm tĩnh mạch à? Thưa cô không ạ. Chị Lê Vân ơi. Vân à, chị đây. Ở chỗ em các em không có hydrocortisone để tiêm tĩnh mạch đúng không? Đâm ra em cho dexamethasone tiêm tĩnh mạch cũng được nhé. Còn nếu có hydrocortisone thì các em dùng hydrocortisone. Như ở bệnh nhân này thì cũng có thể là các em không cần dùng hydrocortisone mà các em có thể dùng solumedrone cũng được. Bởi vì hoặc là dexamethasone cũng được, bởi vì là cái tiểu cầu của bệnh nhân mình dùng cái đấy nó còn chữa cả cái xuất huyết giảm tiểu cầu của bệnh nhân cơ. Lúc vào tiểu cầu của bệnh nhân có 45 thôi, mặc dù là suy tuyến thượng thận cấp cũng các em có thể dùng hydrocortisone. Như ở bệnh nhân này thì cô nghĩ là các em dùng dexamethasone hoặc là solumedrone là hợp lý hơn, bởi vì là nó còn chữa luôn cả cái xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát của bệnh nhân nữa. Thứ hai nữa là ở đây thì cô thấy các em khi bệnh nhân ổn định thì em định cho là tại sao lại cho hydrocortisone mà tại sao các em không điều trị nền cái bởi vì hydrocortisone thì không chỉ điều trị được suy tuyến thượng thận thôi chứ không điều trị được xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát. Do vậy mà các em nên quay trở lại dùng medrone như là người ta đang điều trị cái liều của xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát, vì cái liều điều trị của xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát thì bao giờ cũng cao hơn cái liều mà hydrocortisone bình thường, cái liều mà cortisone bình thường của bệnh nhân. Thế và khi nào mà xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát mà không cần phải dùng corticoid nữa ấy, thì lúc đấy các em mới chuyển sang dùng hydrocortisone và cái liều là từ 10 cho đến 30 mg. Thế thì nếu như đã chuyển xuống cái liều mà ví dụ medrone 4 thì khi chuyển sang hydrocortisone thì em cũng chỉ dùng là liều hydrocortisone là 10 mg thôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái điều trị tiểu đường thì trước một bệnh nhân mà có cái có triệu chứng về đang sử dụng corticoid thì có nôn với có ỉa chảy và có nguy cơ tóm lại là có nguy cơ của suy tuyến thượng thận, thì cái việc sử dụng metformin chúng ta cũng nên cân nhắc, vì metformin dễ gây ra bệnh nhân các cái triệu chứng đường tiêu hóa như là ỉa chảy đấy, và nó sẽ có thể sẽ khởi phát cái mất bù của cái tình trạng mà suy tuyến thượng thận của bệnh nhân. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà mình dùng thì mình phải hết sức là cân nhắc. Thứ hai nữa là bệnh nhân mà đang dùng clibenclamid, tôi không biết là liều bao nhiêu, bởi vì em chỉ nói hai viên thì không biết là viên 2,5 hay là viên 5. Cô viên 500 mg/5 mg. Thế là cái liều mà clibenclamid là cũng tương đối đấy, là liều 10 mg của clibenclamid, mà clibenclamid là cái thuốc hạ đường huyết rất mạnh. Mà bây giờ em bỏ hẳn clibenclamid, bệnh nhân tiểu đường lâu chưa? Bệnh nhân tiểu đường 10 năm nay rồi ạ. Thì mà bây giờ chức năng thận cũng gần như là bình thường, thì em bỏ hẳn hoàn toàn cái sulfonylurea thì cô nghĩ là có khi sau này bệnh nhân lại vào cấp cứu vì tăng đường huyết ấy. Thế cho nên là có thể các em sẽ chuyển sang hoặc là các em dùng clibenclamid với cái liều thấp thôi, có thể là liều một nửa so với trước đây. Trước đây đang dùng liều 10 thì bây giờ thì em chuyển sang liều 5. Còn nếu không em chuyển sang sulfonylurea mà ít hạ đường huyết hơn như là gliclazid thì nó sẽ, và cái liều cũng thấp thôi, liều bắt đầu với một viên thôi và các em sẽ theo dõi. Đấy.
vì cô thấy HbA1c của bệnh nhân cũng vẫn là 7 phẩy mấy mà. Đấy thì có thể là vì cái hôm đấy bệnh nhân bỏ ăn hoặc như nào đấy thôi thì mới xảy ra hạ đường huyết thôi. Chứ nếu mà bây giờ em bỏ hẳn Glibenclamide, em chỉ dùng Metformin thế này thôi thì cái nguy cơ mà bệnh nhân có thể sẽ quay trở lại là lần sau có khi vào cấp cứu vì hôn mê tăng đường huyết. Về kháng sinh thì các bạn chắc chắn là ở đây có cái viêm phổi rồi, bởi vì cái tổn thương phổi như thế và CRP rất là cao. Thì nếu các em định lượng được procalcitonin thì định lượng, còn nếu không cô nghĩ chẳng cần, đến giờ phút này chẳng cần định lượng, không cần định lượng, không cần thiết phải làm procalcitonin. Nếu như bây giờ bệnh nhân vẫn sốt đùng đùng chẳng hạn thì em có thể làm procalcitonin để xem là liệu là bệnh nhân này có đúng là nhiễm trùng hay không và nó không đáp ứng với kháng sinh hay không, để em còn có thái độ xử trí. Còn bây giờ thì lúc vào thì rõ ràng em cũng thấy là bệnh nhân có sốt cao, rét run, rồi là tổn thương phổi như thế và có CRP tăng cao như thế, và sau khi em điều trị kháng sinh thì CRP về trở về hoàn toàn là bình thường, là bệnh nhân hết hoàn toàn sốt thì bây giờ không cần phải định lượng procalcitonin, chỉ tốn tiền thôi. Các bạn có câu hỏi gì khác nữa không? Em Trinh, em cho cái phần em cho cái phần của đây này, mục tiêu điều trị đái đường của em là HbA1c từ 7 đến 7,5 mà của bệnh nhân cũng là 7 phẩy mấy giờ đúng nhỉ Trinh nhỉ? 7,5 ạ. Ờ đấy, thì chính ra em chỉ cần em chỉ cần okay nhé. Em chỉ cần là em chỉ cần là bỏ cái gì nhỉ? Bỏ cái chỉ cần hướng dẫn bệnh nhân về các cái cách dự phòng hạ đường huyết, hoặc là chuyển từ sulfonylurea mà nó hạ đường huyết mạnh quá sang cái ít nguy cơ hạ đường huyết hơn. Chứ còn nếu em bỏ hẳn sulfonylurea, em chỉ dùng metformin không như là Trinh đang dùng thì có thể ít ngày nữa bệnh nhân lại vào cấp cứu vì hôn mê tăng đường huyết. Đấy. Về tiếp nữa em cho cái chỗ phần em muốn đặt cái câu hỏi thảo luận ấy, cái slide. Về chẩn đoán thì đã chia sẻ rồi, về điều trị thì cô cũng đã nói rồi, hướng điều trị tiếp theo cho bệnh nhân thì cô cũng đã nói rồi đúng không nhỉ? Không thể chuyển sang hydrocortisone đâu mà mình vẫn điều trị cái xuất huyết giảm tiểu cầu cho bệnh nhân, và mình dùng corticoid theo cái bên xuất huyết giảm tiểu cầu. Có nhiều rất nhiều các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ về cơ xương khớp này, rồi một số các bác sĩ về cũng có thể là huyết học, một số bác sĩ nội khoa khác, thì rất vui là gì, là bệnh nhân gút chẳng hạn, viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, thì đang dùng Medron thì cũng định lượng cortisone thấp, cũng chẩn đoán là suy tuyến thượng thận. Thế xong rồi vừa cho Medron lại vừa cho hydrocortisone, bởi vì các bác sĩ không phải bác sĩ nội tiết nên không hiểu vấn đề, thì hôm nay cô cũng chia sẻ luôn với các em như vậy để các em đừng vấp phải những cái sai lầm của các bác sĩ như vậy. Đấy. Thì bây giờ em cứ dùng cái liều điều trị của xuất huyết giảm tiểu cầu, người ta dùng prednisolone hoặc là Medron hoặc cái gì đó, thì cái liều ở đấy nó đã cao hơn cái liều bình thường, liều sinh lý của bệnh nhân rồi. Chính vì vậy nó cao hơn cho nên nó mới gây ra cái triệu chứng cấp sinh trên lâm sàng cho bệnh nhân đấy. Nên mình không phải cho thêm hydrocortisone, và mình hiểu tại sao là những cái bệnh nhân đấy họ không phải suy tuyến thượng thận đâu, họ đang thừa đấy, nhưng mà vì nó không chuyển được thành cái cortisone cho các em định lượng mà thôi. Thế thôi nhỉ, các em có câu hỏi gì khác nữa không? Các bạn có câu hỏi gì khác nữa không? Có gì cần trao đổi nữa không? Dạ không ạ. Em thưa cô là ví dụ bệnh nhân này mà đúng là suy thận cấp á, thì phải phác đồ dùng hydrocortisone là thế nào, cô có thể chia sẻ với em không ạ? Vì bệnh nhân này có xuất huyết giảm tiểu cầu cho nên em vẫn cứ dùng cái liều của ở chỗ các bạn Trinh là chỉ có dexamethasone thôi nhỉ? Em có solumedrone không? Có cô ạ. Ừ, thì em có thể dùng solumedrone cũng được mà. Nhá. Thì còn nếu không thì nếu như không có xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát
Và chỗ các em mà có khi hydrocortisone thì các em có thể sử dụng hydrocortisone. Hydrocortisone thì bệnh nhân này cũng chưa có chuyện tim mạch gì cả, bù nước cũng tốt, và thì các em có thể dùng hydrocortisone với cái liều là 50 mg mỗi 12 tiếng. Còn nếu không thì các em có thể là 100 mg mỗi 12 tiếng trong ngày đầu, xong rồi hạ xuống. Còn nếu mà tình trạng mà trụy tim mạch ấy, thì lúc đấy các em mới phải dùng liều cao, có thể là 100 mg mỗi 8 tiếng, nghĩa là một ngày là 3 ống chẳng hạn, kết hợp với cả truyền muối, truyền muối, truyền đường cho bệnh nhân. Nhưng bệnh nhân này chẳng có trụy tim mạch gì cả, huyết áp vẫn tốt mà nhé. Các bạn có câu hỏi gì khác nữa không? Đây là một cái bệnh nhân rất là hay, nhiều bệnh. Và các em phân tích là cũng nghĩ là cũng tốt đấy. Chỗ bạn Trinh và các em phân tích như thế cũng rất là tốt đấy. Và cái về phần tiếp theo nữa thì các em phải xem bệnh nhân có suy tim hay không này. Các em phải xem bệnh nhân có bệnh lý mạch vành hay không này. Mặc dù ở đây là các em cũng đã cho statin rồi. Các em cho atorvastatin đúng không nhỉ? Đấy. Nhưng các em phải xem bệnh nhân có bệnh lý mạch vành nữa hay không, để chúng ta còn phải điều trị thêm mà về bệnh lý mạch vành. Nếu có bệnh lý mạch vành thì cái việc dùng chống đông của bệnh nhân này là cũng phải hết sức là cẩn thận, cân nhắc, vì chả dùng gì đâu, nó đã xuống nó 4 mấy rồi, dùng nữa thì khi bệnh nhân lại nguy hiểm đến tính mạng. Thì cái cơ bản là chúng ta sẽ dùng statin cường độ cao mà thôi, và có thể dùng thêm các cái thuốc đối với trẻ beta giao cảm gì đó thôi, nếu như mà có bệnh lý mạch vành. Thế còn chúng ta cũng cần phải chú ý nữa là xem có cái phần xuất huyết tiêu hóa, đặc biệt là loét dạ dày tá tràng hay không. Ở những người dùng corticoid lâu dài như thế và trên nền một cái bệnh nhân thiếu máu như thế thì chúng ta cũng cần phải chú ý. Em cũng nên, nếu như mà không có siêu âm tim, chỗ em có định lượng được proBNP không? Không có. Thế có thể định lượng proBNP xem là có cao hay không. Nếu cao thì nó cũng có thể là một trong các yếu tố là suy tim. Bệnh nhân này có thể có suy tim nữa đấy, thì mình cũng cần phải cẩn trọng trong cái quá trình điều trị để mình theo dõi. Thì ở bệnh nhân này có mấy cái lưu ý như vậy thôi. Thế còn xuất huyết giảm thực cầu nguyên phát mà đến bao giờ không phải dùng corticoid nữa, thì bác sĩ huyết học bảo cái này không cần phải dùng corticoid nữa, thì lúc đấy các em sẽ chuyển sang hydrocortisone, và thường là không phải dùng nữa thì người ta sẽ chuyển sang hạ cái liều đến liều prednisolone 5 mg hoặc là liều metron 40 mg, thì người ta sẽ chuyển sang hydrocortisone bắt đầu với cái liều 10 mg, xong người ta đánh giá này. Nếu đánh giá xem là, chứ còn bây giờ mà các em bảo các em làm test, hình như trong cái phần em bỏ cái phần mấy cái phần dưới em bảo em làm test hay gì đây, sinacten hay cái gì nhỉ, đâu nhỉ? Đâu nhỉ, cái chỗ mà làm test sinacten để đánh giá suy tim à, đây. Thì cái test sinacten ở đây thì đối với bệnh nhân này vào giai đoạn này thì nó không có giá trị để xác định đâu. Em phải ngừng corticoid. Đối với hydrocortisone thì ngừng 1 ngày. Còn đối với sử dụng các corticoid khác thì em phải ngừng vài ngày, xong đó thì em mới đánh giá. Khi em làm thì cũng chẳng để làm gì, bởi vì bệnh chính của người ta là bệnh mà xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát, người ta vẫn cần phải dùng corticoid. Thì có lẽ là cái chỗ này bạn Trinh chắc cũng đã nhầm đấy, cũng có thể là lại giống với các bác sĩ mà như trên cô đã nói ấy. Lại vừa dùng metron lại vừa dùng hydrocortisone, như vậy thì lại không đúng. Trinh có định như thế không nhỉ? Có phải Trinh định thế không? Không, em nghĩ là mình dùng một trong hai thứ được, nên là Thế tại sao em làm test sinacten để làm gì? Bởi vì bệnh chính người ta vẫn phải dùng corticoid mà. Vâng. Người ta ngừng 1 ngày tiểu cầu xuống có 45 thôi mà. Tại sao em làm test sinacten để làm gì? Em định đánh giá xem bệnh nhân này là có suy tuyến thượng thận mãn tính không. Suy tuyến thượng thận mãn tính á? Thế nếu mà có suy thì bây giờ em có dùng hydrocortisone hay không? Không, em vẫn dùng metron để điều trị cái, vừa điều trị cái suy tuyến thượng thận mà vừa điều trị cái xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát đúng không nhỉ? Vâng. Thế cho nên là giai đoạn này không có làm test sinacten nhé. Bao giờ cái bệnh mà xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát mà ngừng được corticoid, còn nếu không ngừng được thì thôi nha, thì cứ dùng liều điều trị của xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát, thì cái liều đấy nó cũng đã điều trị suy tuyến thượng thận rồi nha.
Em có hiểu không nhỉ? Thưa cô có ạ. Lại còn chụp CT của Bình xem hình thái tuyến thượng thận để làm gì hả? Em sợ lao tuyến thượng thận à hay như nào? Sợ lao tuyến thượng thận hay là sợ teo tuyến thượng thận hay sợ gì? Em nghĩ có khả năng bị đơn vị lao tuyến thượng thận bởi vì bệnh nhân này có tiền sử điều trị lao phổi 593 rồi ạ, thì cũng có khả năng như thế. Trong trường hợp mà lao tuyến thượng thận thì cái việc mà điều trị suy tuyến thượng thận bây giờ cũng là cái liều điều trị của xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát thôi. Thế chỉ có điều là nếu như lao tuyến thượng thận thì thường là nó xuất hiện trong lao các cơ quan khác trên tổn thương phổi, nếu như nghĩ là lao thì em sẽ điều trị lao phổi thì nó cũng sẽ khỏi cái lao tuyến thượng thận thôi em à. Chứ tự nhiên bây giờ mình lại dở ra để chụp CT ổ bụng trong khi lao phổi thì không có tổn thương đúng không nhỉ? Lao xương xung quanh đấy cũng chẳng có gì. Đúng nhỉ? Có tổn thương phổi nhưng khi xét nghiệm AB đờm thì âm tính ạ. Ừ. Đấy, nghĩa là cái tổn thương phổi mình không nghĩ tới cái tổn thương lao gì. Vâng. Ừ, thế tại sao lại đi chụp CT tuyến thượng thận làm gì? Nhá. Thế vậy cái này cũng không có không 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 cần phải làm đâu nhá. Đã siêu đốc lên mạch chi dưới rồi thì đừng đo chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay. Còn cái này cửa, cái này là cửa. Ừ. Ở đây nhiều bạn cũng rất là nhầm chỗ này. Bệnh nhân ví dụ có bệnh nhân tắc tím đen cả chi dưới rồi vẫn đo chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay. Thế cô hỏi nếu đo huyết áp cổ chân cánh tay BMI mà bình thường thì em có cho đốc lên mạch chi dưới nữa không? Bảo có. Vậy thì em làm cái AVI để làm gì? Đấy, cho nên là khi mà cho một xét nghiệm thì mình phải cân nhắc nha. Còn ở bệnh nhân này thì chính ra bệnh nhân này nếu như em đo ABI bình thường thì có khi em lại không phải đo siêu âm Doppler mạch chi dưới. Em có hiểu không nào? Thì đo ABI để sàng lọc xem bệnh nhân có nguy cơ bị viêm tắc mạch chi dưới không. Nếu ABI mà dương tính thì người ta sẽ cho bệnh nhân đi siêu âm Doppler mạch chi dưới. Đấy là để trong trường hợp mà người ta không có cái siêu âm Doppler mạch chi dưới hoặc là không có người làm, không có máy móc và đo cái ABI thì nó lại đơn giản, nhanh gọn và rẻ tiền hơn nhiều thì người ta làm thế. Còn cái để quyết định chẩn đoán vẫn là siêu âm mạch chi dưới và thậm chí là chụp mạch cơ. Thế thôi nhỉ, các em có câu hỏi gì cho nhóm làm bệnh án không? Em thưa cô cho em hỏi là methylmethysulone là meradol mà bệnh nhân đang dùng ạ, thì cái thời gian tác dụng của cái đấy là thường từ 48 đến 72 giờ ấy. Thì như bệnh nhân mới dừng một ngày thì cái khả năng mà để gây ra cái cơn suy thượng thận cấp Đấy, chính chính thế cô mới bảo là cái khả năng suy ra tuyến thượng thận cấp của bệnh nhân này khó xảy ra, nhưng vì sao nó xảy ra? Nó có thể xảy ra bởi vì bệnh nhân có thêm cái viêm phổi. Thì cái liều của bệnh nhân trong trường hợp mà viêm phổi hoặc bị các bệnh cấp tính, chắc là em vào muộn, cô đã chia sẻ với các bạn rồi. Thì trong trường hợp đấy thì thậm chí người ta còn phải tăng liều thuốc đang uống lên gấp đôi so với bình thường để bệnh nhân này không uống mà lại còn bỏ. Cho nên là nó mới xảy ra các triệu chứng như vậy. Dạ vâng ạ. Dạ thưa cô cho em hỏi một câu ạ. Cô mời em. Vâng, Bạn nào thưa Hoan cô à, ạ. hay bạn là gì? Em Hoan ạ. Vâng, bọn em làm chuyên ngành tiêu hóa có nhiều bệnh nhân bị bệnh tự miễn mà phải dùng đến có Meron mà sau đấy thì bọn em dùng 2 3 tháng giảm liều dần. Có những bệnh nhân thì bình thường giảm liều bình thường nhưng có những bệnh nhân thì xuất hiện cất sinh. Sau đấy bọn em thì duy trì liều 4 mg thôi, định lượng cortisone như cô nói là nó cũng rất là thấp. Đấy ạ. Thì em hỏi kinh nghiệm của cô về vấn đề nội tiết này, Thì những cô trường chia hợp như sẻ này. như này nhé, trong Dạ trường hợp vâng ạ. bệnh của các em mà không cần phải dùng corticoid nữa thì em phải chuyển cho bác sĩ nội tiết để người ta đánh giá. Chứ các em vừa đang cho uống, các em định lượng thì nó thấp là chuyện đương nhiên. Em hiểu Vâng, nhưng mà không? lúc nãy em có nghe cô nói là sẽ giảm dần liều và sẽ thay bằng gối bằng hydrocortisone, tức Trong là trường mình hợp từ mà các em không cần phải dùng corticoid nữa thì các em chuyển cho bác sĩ nội tiết. Để bác sĩ nội tiết họ đánh giá, họ sẽ giảm liều và họ chuyển sang hydrocortisone và họ đánh giá, họ làm test. Dạ vâng ạ. Còn định lượng cortisone nó không có giá trị cho chẩn đoán suy tuyến thượng thận cấp trong suy tuyến thượng thận trong trường hợp đấy mà nhé. Vâng ạ. Dạ, em cảm ơn cô. Bạn có câu hỏi gì khác nữa không? Nếu các em không có câu hỏi gì nữa thì một lần nữa là cảm ơn bạn Trinh rất là nhiều. Bạn Trinh đã chọn một cái bệnh án rất là hay, cũng nhiều bệnh phối hợp với nhau và làm cũng rất là cẩn thận. Cho các bạn và cô cũng có thêm được cái
nhiều các cái phần để chúng ta chia sẻ với nhau. Thế thì các em nếu như các em mà không có chia sẻ gì nữa, không có câu hỏi gì nữa dành cho bạn Trinh và các bạn trong lớp, không có comment gì nữa, thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi mà bình bình án ngày hôm nay. Cảm ơn các em cũng đã tham gia, nhưng mà bây giờ cô ấy thấy là nhiều bạn quá nhỉ. Nhóm các em chỉ có mỗi bao nhiêu? Có mỗi 11 bạn thôi đúng không? Bây giờ là cô lại thấy có 14 bạn vào cơ. Đấy. Thì các bạn của nhóm khác cũng thêm vào nữa hay như nào? Vâng, các bạn vào. Ok. Ở bệnh viện của các em thì số lượng bệnh nhân nằm viện và đến khám đã đông trở lại chưa? Cô ở viện em cũng ít ạ, không nhiều lắm ạ. Thì cũng có nhiều các cái bệnh nhân mà họ cũng sợ dịch quá, họ cũng không dám đến viện trong cái giai đoạn này. Và cuối cùng thì khi mà họ đến thì cũng thấy nhiều các cái biến chứng. Nếu mà đã tiêm được đầy đủ vaccine thì cô nghĩ là cũng không đáng sợ lắm mà đối với COVID này, chứ không bản thân, nghĩa là bản thân chúng ta ấy, cũng phải hiểu ấy, chứ còn nếu mà bản thân chúng ta mà lại còn sợ nữa thì bệnh nhân họ sợ là cái chắc chắn rồi, phải không nào? Nhưng có điều cô thấy là mình đã tiêm đủ vaccine rồi, nhưng mà nếu mà là F1 hoặc là F0 thì vẫn cứ bắt đi cách ly tập trung. F1 thấy vẫn bắt đi cách ly tập trung, mà thậm chí cách ly tập trung cả tháng trời thì nó cũng thì nó cũng phiền phức quá nhỉ. Thôi rồi, cảm ơn các em nhiều nhé. Thì cái buổi bình bình án chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Và cũng mong rằng là các em học tốt. Đến bao giờ thì các em sẽ thi? Em chưa có lịch cụ thể cô ạ. Chưa có lịch cụ thể à? Rồi, thế chúc các em học tốt, thi tốt và an toàn để chúng ta vượt qua đại dịch. Cảm ơn các em nhiều. Cảm ơn cô ạ. Xin chào các em. Xin chào cô. Xin chào các em.